một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á, là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" Có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi, lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có ngụ ý gì hay không. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn á, bạn của vợ em bây giờ nè, thì có Facebook em mà nói là bạn trai của vợ em, hai người đang có trục trặc, thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Phú Thận, chào chị ông Vân. Em tên là Nguyễn Thái Hoàng, năm nay 30 tuổi, em hiện đang là nhân viên văn phòng. Em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là vợ em. Còn em? Dạ, em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuật. Em tên là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng Anh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau rồi, cũng là quen nhau đúng không? Dạ, thì giống như là một cái duyên á, thì em với vợ em trước đây là không hề quen biết. Có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh, thì em mới gặp vợ em lúc đó. Thì cái ấn tượng lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn. Tóc thì tóc đen tuyền, xõa ngang vai, mái ngố. Mà có mặc đồ truyền thống không? Dạ, cũng mặc đồ truyền thống. Cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị sét rồi đúng không? Dạ, em ngoại hình nhìn là thích liền đúng không? Cô gái truyền thống Việt Nam đúng không? Dạ. Còn em thì sao? Em gặp ảnh thì em thấy thì sao? Dạ, thì ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu. Có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á, là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" Có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi, lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có ngụ ý gì hay không. Và sau đó thì sao? Chắc chắn là em phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà mua cô giáo này đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì lúc sau đó là tuần nào em cũng đi quán cà phê tiếng Anh đó để em kiếm vợ em. Thì lần thứ hai thì em không gặp được vợ em, lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em. Và lúc đó em bắt đầu là xin số điện thoại, nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi, giống như tư cách là bạn bè vậy. Nhưng mà cô ơi, lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa? Cô có bạn trai chưa? Dạ, lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn á, bạn của vợ em bây giờ nè, thì có Facebook em mà nói là bạn trai của vợ em, hai người đang có trục trặc, thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây 2 tháng rồi. Và đang làm phiền, thì để nhân cơ hội đó thì em tới luôn, ngỏ lời luôn. Rồi sau đó thì như thế nào? Tình cảm của các em nó có cái gì vui không? Trời, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi. Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là xô hết ra cho nhau luôn. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ, rất là tình cảm nha. Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè. Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn. Nó kêu một cái bụng, to ơi là to luôn. Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy? Ghê vậy ông nội? Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì không? Mới đầu em rất là thần tượng vợ em nha, giống như là vệ nữ, bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết. Nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy. Thì vợ em là hay nói yêu thương em ngoài đường lắm. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn, có mấy anh chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ. Em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi, tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Có nghĩa là chó vừa cắn là bà mất xác luôn, không thấy bà đâu. Tại vì em sợ chó lắm. Cái mối tình của các em chắc nhiều câu chuyện vui lắm đúng không? Dạ, đúng hiểu rồi. Lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào? Ai đứa nào là đứa thắng? Em lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á. Bằng mọi cách em phải là người thắng. Cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh. Có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn, thử một lần xem sao. Đòi chạy ra quốc lộ các em phải níu lại, rồi hay diễn nữa. Ví dụ mà ấy lên giận lên xong em đau bụng quặn 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 cái ngực nằm lăn xuống dưới đất vậy. Bữa đó nằm bất động luôn, nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi. Em năn nỉ mấy lần trước, em năn nỉ ghê lắm. Lần này em biết rồi, em ném đôi dép ngồi chờ luôn. Giờ coi chừng nào đứng. Bà nằm hồi chứ bà mệt chứ bà ngồi dậy. Nằm hồi mệt quá dậy. Tự tỉnh luôn hả em? Dạ đúng rồi, tại diễn nhiều lần quá rồi. Mấy lần trước thì người ta còn cảm mình, người ta còn này nọ, nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là để mặc kệ luôn. Nằm liếc liếc em riết à. Liếc đó. Coi em có làm gì. Ê, còn lộn cơm bò vậy hả? Còn dạ. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè? Tụi em quen nhau gần 2 năm. 2 năm trời, chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không?
Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á, tháng nào cũng đi xa với nhau hết trơn á. Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba, thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm, thế là hai đứa ướt sũng luôn. Cái xong rồi lại quay về phòng, và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á, xong rồi cái anh này ảnh sánh tới em, cái tự nhiên ôm xong hôn em, xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì xé bao con sói ra, coi như là mọi thứ là cứ đi trên chỗ theo ổng. Mặt em lúc đó đơ luôn mà, đây là đâu, trời ơi tôi đang làm gì vậy, không biết làm gì luôn. Làm luôn. Dạ, làm gì làm, còn em mặt đơ ra, em không biết gì luôn. Nhưng mà có làm được không? Làm được có 2 phút mà, 2 phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó. Tại chắc em đơ quá đó, cái đơ quá mất cảm xúc, mất cảm xúc, không còn cảm xúc nữa. Rồi sau đó thì sao, bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em? Quen khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em. Thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu, thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không, thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn nó luôn á. Coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết, tại chị biết phụ nữ mà thích lãng mạn nè, thích được cầu hôn nè, cái em chị ảnh các cái cầu hôn như thế nào. Em kêu là khi mà cầu hôn em á, phải quỳ xuống nha, đó quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè. Xong rồi cái em sẽ dạ vờ đứng lên em khóc, em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó. Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả? Dạ em chỉ đạo hết luôn. Xong rồi cái hôm đó đi Nha Trang với nhau thì em có nhờ bé em nè, em nhớ quay phim lại cho chị nha, em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó. Đó xong rồi em kêu anh ra diễn đi nhanh lên, mọi người đang đứng ở kia kìa. Xong rồi ra giữa đám đông đứng nha, xong rồi nhạc rền vang lên, xong rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn. Đó rồi có trao nhẫn nè, xong rồi nói lời ngôn tình nè, xong rồi đứng dậy xong rồi hôn em, không gian nó là lãng mạn gọi là đúng ý của em luôn á. Coi như cái là lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không? Dạ có, em chỉ đạo hết luôn mà. Anh ảnh đâu như khúc gỗ vậy á, tiếng Việt à. Trời chứ học từ khi quen em giờ là tiếng Anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á. Em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không? Em quỳ xuống rồi em nói là quên rồi hả? Rồi câu đó câu sao, sao đâu nha? Nhưng mà thời gian quen em thì em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đích thực vậy đó. Gặp em là anh coi như anh thay đổi hoàn toàn diện luôn. Em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha, là người phụ nữ độc đáo và dạ, đặc biệt nhất, giống như viên kim cương quý giá vậy đó. Gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó. Cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi, chị hỏi em nào, hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo em á, cái cảm xúc em ra. Em thì em là người không thích như vậy. Vợ em thích làm màu. Mà lúc đó em sao Nhung? Lúc đó em cũng diễm mà, lúc đó nước mắt em chảy ra này. Diễn kinh khủng. Nước mắt em chảy ra coi như là em cảm động lắm trời ơi. Trời ơi, em cảm động đi đâu á trời ơi. Xong cái em ôm ảnh em khóc. Cái clip nó còn à? Còn anh báo lên Facebook đó. Trời, để về chắc ta đi cực. Em Facebook để tôi coi clip đó, tôi cười chết luôn thiệt đó. Sau cái cầu hôn đó là bao nhiêu lâu thì đám cưới? Mình cầu hôn từ tháng 3 xong rồi tới tháng 11 là phải em cưới. Rồi, trong cái tiệc cưới em có đạo diễn cho ổng một cái màn trên sân khấu không? Có luôn hả? Dạ. Lúc đó thì em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao sao như thế nào. Em hát rồi em bước lên trên khán đài, rồi ảnh phải ngôn tình rồi dìu dắt em giống như là đang khiêu vũ vậy đó. Đó, chứ bình thường mặt anh này ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết vũ tỏ lời cảm xúc. Khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em. Ôi, thiệt rồi. Mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không? Tròn chị. Rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn giọng đâu? Trời ơi, đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không? Đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền, đếm xong rồi cái lăn ra ngủ luôn, không có làm gì hết trơn á. Mà xong rồi cái ngày hôm sau đi trăng mật với nhau, tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi. Nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn. Không biết kiếp trước có thù kiếp gì, tiền kiếp với loài chó sao, gặp mình là sủa, gặp mình là cắn. Cắn xong rồi cái thế là chồng em phải đưa em về trung tâm mà đi chích ngừa. Đâu làm ăn được. Dạ, chích ngừa xong rồi cái em bị sốc phản vệ, cái em ói, cái em ngủ ly bì mấy ngày trời luôn. Thế là toàn trăng mật được gọi là toàn ngựa mật luôn, nó không có làm ăn được gì hết trơn á. Đúng là dập mật luôn. Dạ dập mật luôn. Mà sao cũng đầy em, sao chó nó ghét em. Em không biết, em cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á. Rồi, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau cũng được một năm rồi. Chắc hiểu nhau quá rồi, chưa? Từ cái lúc. Dạ chưa ạ. Nghe nè, ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em những cái màn khác không? Có anh. Thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em. Tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen. Mà ghen kinh khủng nha, ghen 4 cấp độ luôn. Đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ. Xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại. Xong rồi ghen trong mơ. Rồi còn ghen trong tương lai nữa. Thế cha tương lai ghen với ai? Dạ. Đang đi xe em cái kêu lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa thì anh có ở vậy
anh tôn thờ em không? Cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi, nhưng mà em khoái nói ngược lại, tính em nhây mà. Cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được. Cái đó, đó ghen lên. Là ghen sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó là... lúc đó là xít cổ em trên xe luôn, xíu đều muốn tông xe luôn. Vậy luôn á hả? Kinh khủng lắm. Là ghen trong tương lai. Ghen trong tương lai đó. Còn ghen, ghen trong mơ nữa, là hai cái mà... Ghen trong mơ là sao? Ghen trong mơ là sao? Có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ, cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm, đánh vô em liên tục luôn. Cái em thấy thương vợ em quá, chắc là bị mộng du hay gì, bị nằm mơ ép mộng. Em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn. Cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không? Em mơ thấy anh ngoại tình. Nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không? Em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á. Đó, xong cái tự nhiên em ghen, mà một khi em ghen là em khoa tay của cho là em quýnh liên tục vậy á. Đó là tật ghen. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không? Đó. Nói chung là cũng có anh. Lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng á, không rời xa một gan một tấc luôn. Tối ngủ hay rút nách em ngủ không anh? Khoái vậy sao á? Khoái ngửi nách. Rồi hết rồi phải không? Dạ, và em. Tới em đó, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em á, tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy. Vợ chồng em có cái thói quen là làm gì cũng phải làm chung với nhau hết, tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn. Đó thì cái một hôm có cái đợt tắm chung, xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là có nước ấm chạy lên người em, nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó kỳ kỳ. Xong cái em quay lại em nhìn chồng em, trời ơi em tá hỏa luôn. Em có nghĩ là nước ấm từ vòi, nhưng mà không, nước ấm từ vòi của chồng em. Thôi lầy quá vậy em. Lầy thiệt. Trời ơi, quá lầy lội quá. Tận hưởng nha anh. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là thật xấu nữa, đó là ổng buổi sáng dậy á, chị biết không, là mồm hai đứa đều rất là thối. Mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng, gọi là hôn tình yêu này nọ. Nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn. Mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà, trời ơi, vậy mà đòi hôn em này này nọ. Xong rồi chưa kể nữa, mà ổng này ổng chơi dơ. Mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cước mũi. Móc cước mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè. Đó, xong rồi khoe chiến tích. Này em nhìn coi cục này bự không, cục này đẹp không. Trời lầy quá. Rồi nghe nè, vợ chồng tắm chung, cái làm gì cũng chung chứ. Chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không? Lúc mà mới cưới mà, coi như ngày nào mắt trả bài hết trơn á. Đó, xong rồi, mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á. Thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền, ổng mệt quá không có trả bài cho em được. Xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn. Đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn rồi, là tổng cộng là hết 11 ngày. Thế là không làm ăn được gì hết, cái em nổi điên lên. Hôm sau em lên công ty, em spam tin nhắn. Nói chung là em làm phiền không cho làm việc luôn. Từ sáng tới chiều luôn. Rồi sau đó là có cộng dồn lại trả một lần đúng không? Có, trả nguyên tuần luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì chồng em á, đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi. Rất là yêu thương em, việc gì cũng san sẻ làm với em hết. Cho nên cũng không có nhiều tật xấu. Thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết. Dạ. Rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không? Em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi. Em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại. Tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe. Với thứ nhất là, thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên giảm. Mình nóng tính lên mình mệt tim mà. Dạ. Mà. Ủa em nóng dữ lắm hả? Dạ đúng rồi, em mạng hỏa mà. Không, thực ra tại vì hai bạn này mới có 1 năm á. Cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á. Dạ, đúng. Để mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại. Để tụi em hòa hợp lại. Dạ. Thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc, phải đối diện với nhau về tất cả mọi phương diện. Anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn nha. Mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha. Dạ. Xin cảm ơn các em. Cảm ơn. Phần tưởng Thanh Thúy. Giống thiệt luôn á. Thiệt. Rồi mời hai bạn ngồi sâu vô con. Ngồi rồi. Sâu vô con, ngồi sâu hẳn vô. Bạn có thể cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nè. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ con xin chào chú Quốc Thuận đẹp trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Và con như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên gì? Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Khánh Ngô. Dạ. Công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và năm nay con 28 tuổi ạ. Rồi rồi. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế à? Thế dạ. Tại sao lại họ Ngô nhỉ? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Dạ. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô Thanh Hóa thì phân ra nhiều loại ngô cô. Ngô nếp và ngô tẻ cô. Chắc thế con là nếp hay tẻ?
Con đến bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Ừ, chứ cô là cô thích ăn ngô nếp. Dạ. Nhì, ngon lắm. Ở trong miền Nam là chỉ có bắp thôi. Dạ. Bắp đi. Bắp Mỹ, bắp Việt thôi. Dạ. Đâu, bắp Mỹ với lại bắp dẻo đó. Bắp dẻo. Ừ, bắp nếp. Đúng rồi. Ừ. À, thôi như vậy là chắc hai họ ngô này cũng dạ. như là... Chắc cũng là hai chi khác nhau. Đúng rồi. Đúng dạ. rồi. Đó, đối như mà chị phải công nhận không? 28 tuổi. Đồng sáng lập. Đồng sáng lập. Một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi tôi là cái gì ở giữa thế gian người ta? Đâu lúc đó em rần rần rồi, em rần rần rồi. Được, cũng được. Nhưng mà lúc đó là em là mối tình đơn phương với chị Thúy Nga. Chị nhớ. Biết ngay mà anh nghe nói điều đó. Thôi mấy đứa, cô Vân nói về cô Thúy Nga mấy chú là mấy đứa nghe cho vui thôi nha. Dạ. Rồi, anh định tin. À. Vui thật mà chú, vui thật ạ. Vui không? Vui á. Vui. Rất vui á. Rồi bây giờ mời vợ của Khánh. Dạ. Giới thiệu về con nào. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Cùng tuổi luôn? Hai đứa cùng dạ. tuổi. Ôi trời, mà sao? Chỉ có công thế có đồng sáng lập không? Hay là dạ. như thế nào? Dạ, cùng chức vụ luôn ạ. Ủa rồi ôi, thế cái tập đoàn con là nghĩa là bao nhiêu người là đồng sáng lập? Cho đến thời điểm hiện tại thì có hai vợ chồng con ạ. Cùng hai với lại đó. Chủ tịch ạ. Thế á? Dạ. Sao giỏi dữ vậy? Chủ tịch con nhiêu tuổi? Chủ tịch con thì năm nay cũng rất là trẻ và cô rất là thừa chị rất là đẹp. Và năm nay thì chị thì thực sự là bình thường thì con chỉ biết là chị hay chia sẻ là chị sinh năm 89 thôi, còn thực sự là con cũng không biết được là thật sự là chị bao nhiêu tuổi nữa. Trời ơi, chủ tịch vì... nữ mà dạ, đẹp rất là trẻ, rất là đẹp. Trẻ nữa. 89 là năm nay khoảng ba mấy. Trời ơi. Đúng không? Dạ. Quá trẻ, là quá giỏi quá luôn. Luôn. Chủ tịch rồi tôi nghe cái chữ chủ tịch thì một ốc luôn rồi đó. Dạ. Giỏi quá luôn, giỏi quá liền. Em sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn này chưa? Chứ chị sử dụng rồi. Ủa, tập đoàn mình là sản phẩm gì vậy con? Nhiều lắm, đi. Nhiều lắm. Thôi bây giờ con giới thiệu đi không em? Dạ, ở tập đoàn con thì có rất là nhiều những cái sản phẩm. Và ví dụ như là sản phẩm tóc, cô Hồng Vân đang mới sử dụng. Vâng ạ, đó chính là sản phẩm về tóc. Về tóc ví dụ đấy. Như là nó sẽ kích thích mọc tóc này. Rồi nó sẽ giúp cho là tóc của mình ngăn ngừa rụng này. Đúng rồi đấy ạ, con nghĩ là... Con phải tập ngay khách hàng kêu bằng khách hàng VIP. Ôi em ơi, nếu mà khoảng chừng tới cuối năm nay mà khán giả thấy là tóc em lún phún lên là thôi, thôi xong. Là tôi sẽ lấy cái tập đoàn này là bao nhiêu tỷ đây? Đây là một cái một KOL tiềm năng mà dạ. nếu như trần luôn chú. Tóc của chú mà mọc như dạ. là con đấy ha. Thôi xong. Con có tin không? Là ra tận thế giới luôn chứ không phải dạ. là trong nước đâu. Trần luôn. Con là worldwide luôn chứ dạ. không phải là trong nội địa. Hay 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 đó con, hay đó, hay đó. Chạy ngủ mà xong chương trình này mời tôi đi nhá. Dạ. Thôi chứ là chú cũng rất là muốn dạ. để mà có được một cái mái tóc nó đầy đủ như chồng con. Nhưng tiếc rằng là nó không mọc nữa rồi. Nó không còn chân tóc nữa con ạ. À. Dạ. Đó. Nhưng mà hy vọng khi mà chú sử dụng cái dạ. sản phẩm bên con là sẽ có cải thiện nha. Dạ. Rồi dạ, bây giờ ạ. Chúng ta quay lại với chương trình. Dạ. Thì chú rất là muốn biết là trước đây dạ. cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Đó, trong hàng vạn cô gái đẹp dạ. ở miền Bắc, sao con không gặp, con lại gặp Hoa dạ. đó, và lần đầu tiên gặp nhau thì các con có ấn tượng gì về nhau? Dạ, nói về cái cơ duyên để gặp vợ con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà ở một cái nhà hàng thì con hay làm thì cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á. Thì khi mà con làm trên tầng 2 thì nó có qua cái kính ấy chú cô. Thì con hay nhìn ra ngoài đường thì khi đấy rất trùng hợp tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Cái khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường. Đứng ở bên đường xinh ạ. Cái thời đấy gọi là xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo chú. Mà mùa đó là mùa gì nữa con? Con không nhớ là mùa nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7 tháng 8 ấy ạ. Mùa thu Hà Nội. Ôi rồi, Hà Nội. Ôi thôi xong, con nhìn qua cửa kính thì con gần như là con kết hôn lần đầu tiên rồi. Đúng hình con như chết liệt nửa người rồi con ơi. Rồi sao này? Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Một cái cặp mắt là lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này ơi xin đừng chết chát chà. Cái ngày đó là vợ con mập hơn bây giờ một xíu. Mắt tròn hơn bây giờ, mắt tròn hơn bây giờ. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Rất là dễ thương và rất là mắt rất là tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tình. Còn bạn này thì sao khi mà con gặp chồng con? Nếu mà để nói về lần đầu tiên thì thật sự là lúc đấy con cũng gần như không có chưa cái ấn tượng gì. Chưa gặp, tại vì anh đứng ở trong mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy là con không biết ạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp kia cơ. Dạ, còn trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Một cái bữa ăn tối. Thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thật sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo.
trông cũng được. Về ngoại hình á, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo chả kiểu thích như gì nào. Cũng chả chết liệt mẹ người. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy cũng chưa có người yêu. Dạ, chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu lâu rồi. Thế con thì cũng đang độc thân á, chưa người yêu. Như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi, đúng không? Rồi sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó dữ dằn hơn cô chú ạ. Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì con nghĩ đó là chuyện buồn. Ủa sao vậy? Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Ai có hả? Vợ con bị vợ, tai nạn. Vợ con. Là vợ con bị gì? Con kể đi. Con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014. 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp của Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có cái cuộc gọi đó đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó, vì một thế lực nào đó mà lại gọi cho con, lại gọi được cho con. Lại gọi được cho con trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi, đã có số rồi. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Không hiểu. Thì trong vô thức của con thì con nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thật nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không có nghi ngờ một cái gì cả. Con không có nghi ngờ gì một cái gì cả. Nhưng mà là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi. Tại vì khi đó vợ con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7-8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và không ai chăm sóc cổ à? Có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình có thể chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Đúng rồi. Tại vì còn, thật ra là bạn đã có cảm tình với bạn này trước đúng đó rồi, xem xét rồi. Đây là một cái cơ hội để bạn có thể thể hiện được cái tình cảm của bạn dành cho bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì thế sao? Con thì sao trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai? Lúc đấy thì chính là chồng con bây giờ. Có nghĩa là con mở mắt ra là con đã thấy ôi cái khuôn mặt nó khá là thân thuộc đúng không? Không không, tôi hỏi nè, nó có giống trong phim không? Là con có cảm nhận là có ai đó bế mình lên không? Con có bế vợ con lên không? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi, con có cảm nhận được. Mà lúc đấy kiểu đang mông lung hoang mang vì mình đang bị ngã rồi mình bị choáng. Là con vô trong bệnh viện là vợ con đang nhập viện rồi đúng không? Đúng rồi, hiểu rồi. Thế rồi sao con mở mắt ra không thấy chồng khi con? Khi mà con thấy chồng con thì trời ơi, chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi sau khi mà con hết bệnh, con xuất viện thì bắt đầu là chắc chắn anh phải có những cái lời mời đúng không? Đến thăm nè, xong rồi là cũng là trái cây nè, cũng đồ ăn thức uống nè, thuốc thang nè. Rồi sau là lời mời. Đi đâu? Hoặc là lời đi mời đâu đầu đó tiên. Để cho giống như khuây khỏa chẳng hạn. Lời mời đầu tiên là đi đâu? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Thực sự nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Tại vì thường thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á thì con thường thường kết thúc vào 10 rưỡi đến 11 giờ đêm. Thì con hay rủ vợ con đi uống nước này hay là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại gần nhau hơn và nhiều hơn. Đó. Rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa, lúc đấy chưa đi xa. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với bao con? Giờ mới là đi xa? Nếu mà thực sự nói đến bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào cụ thể với con. Các bạn này rơi trường hợp mà gọi là lúc đó tụi con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là khoảng 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Giờ tôi hỏi nè. Hai đứa đi chơi vào cái giờ mà người ta đang ngủ rồi. 11 giờ rưỡi của tụi nó mới đi chơi với nhau. Thì chắc chắn là phải đi dạo bờ hồ, ăn chân gà này nọ được. Trời, và giữa một cái trời Hà Nội, trời lạnh lẽo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay, cái tròn ở phía sau nắm tay. Nó là tỏ tình thì con và vợ con có những cái cử chỉ đó không? Chưa, khi đấy thì chưa. Chưa luôn. Tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa. Cho nên cái hành động đấy bọn con chưa có. Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Thì con có mạnh dạn. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ, bản chất con cũng ngại cho nên không biết thế nào. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy, chơi. Thì cái là quê của vợ luôn mà. Vâng ạ, nhưng mà hai quê bọn con cái hai cánh nhau. Đấy rồi cách xa nhau. Thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì, thì hai người bạn về chơi nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Hai yêu nhau mắt. Rồi về ra mắt. Thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình.
Thì cho tới cái lúc tối cô, lúc tối là một lúc quan trọng. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà quê mà, thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Thì nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, đâu cô. Thì vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Thì cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con lại không về. Ai có xe nhưng mà con không về ạ. Con không về ạ. Muốn sao về? Không về ạ. Mà đó. cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Không, nhưng mà tối đó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ngoài, ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Đó. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Là một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc, thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Dạ. Thì đấy, chuyện đã phải đó, như thế thôi. Có cái chuyện gì xảy ra không? Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến đâu con nhỏ chứ. Dạ. Không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Dạ. Nó nghe. Nó rất hào hứng ở chỗ này. Tức là nó có nhanh không hay là gần sáng mới là tuyệt vời. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi, nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới có thể làm việc được đó. Thì con thì như thế nào? Con thì nhanh ạ. Con thì nhanh ạ. Nói chung là mình phải gọi là khi mà mình đã quyết rồi thì là đánh nhanh, coi như là diệt gọn thôi. Dạ, thì các con là tuổi trẻ mà. Dạ. Tuổi trẻ thì phải tài cao chứ chị. Nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi. Phải nhanh như cơn gió. Đúng rồi. Không nhanh như cơn gió. Nhanh như cơn gió luôn. Không nhanh như cơn gió. Đó. Đoạn nào cần chậm thì sẽ chậm ạ. Ừ. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là của nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Rồi qua hôm sau là quay về Hà Nội hay là tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa? Qua hôm sau thì bọn con ra Hà Nội luôn ạ. Qua hôm sau bọn con ra Hà Nội luôn. Thế rồi cái lần mà con về nhà bạn này thì sao, có về không? Sau lần đấy thì về nhà bên bạn gái không? Dạ có. Có tiện đường về nhà luôn á. Sau lần đấy thì bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế rồi gia đình bên con thì sao với cái chàng rể đáng yêu như thế này? Gia đình bên con thì rất là ủng hộ ạ. Dạ. Thế bên đây đã ủng hộ đấy thì. Vâng. Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về, xong rồi ba mẹ con ủng hộ vô cùng luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thì mình cũng được gọi là lớn rồi. Nhưng mà cũng chưa có nói rằng là ở đây là người yêu của con hay như nào, con chỉ chia sẻ là ở đây là bạn của con thôi. Nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Dạ đúng rồi. Mẹ thừa biết nhỉ. Dạ đúng. Mẹ thừa biết thì con có mang ai về bao giờ đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và đó là một cái điều rất là tiện. Dạ. Nhưng mà cái này là con khi mà đến gần với nhau rất là chơi chiêu với con luôn đấy ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà có một ai đấy đến gặp con xong rồi bắt đầu kiểu thích mình hay là tán tỉnh mình hoặc là nói một vài lời để mình cảm nhận được, là thường những trường hợp đấy là con sẽ kiểu chặn luôn. Con sẽ kiểu không thích và mình sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng mà chồng con thì nguyên cả một cái quãng thời gian từ trước đấy quen ấy, thì giống như hồi nãy chồng con có chia sẻ với cô chú, đấy là khi đi cùng nhau không có ôm, không có hôn, không có nắm tay hay là không có chia sẻ là anh yêu em hay gì hết, mà như kiểu là những người bạn thôi. Và luôn luôn thậm chí là đi cùng nhóm những người bạn với nhau chỉ là kiểu hay đi chung với nhau, để anh đến đón em chỉ dừng lại ở đó, và cứ quan tâm những cái cử chỉ rất là nhỏ bé. Thì chính những cái điều đấy nên là làm nó chạm đến con. Hay. Đấy. Cho nên là thật ra nếu có duyên thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Dạ, đúng rồi. Đó. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem là tự nhiên lúc con trùng xuống. Tự nhiên hỏi chuyện nó mặt con trùng xuống. Phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa à? Vì sao cô cứ mang những câu chuyện buồn thế? Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Tại vì đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Nó rơi vào cái thời gian đúng cái trước cái khi nhá. Trước cái khi mà vợ chồng con chuẩn bị cưới nhau. Đó là vợ chồng con cưới nhau vào cái đầu năm 2019. Thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng ạ. Thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ va vớ vẩn với một người khác đó. Nhưng mà là trước khi cưới đúng không? Trước khi cưới 3-4 tháng đó. Trước khi cưới 3-4 tháng ạ. Thế rồi sao nữa, nói kể cô nghe. Tại vì sao? Tại vì cái quãng thời gian đó vợ chồng con từ những cái năm 2014 mới yêu nhau thì vợ chồng con về làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến tới bây giờ luôn. Thì cũng làm cùng nhau từ 2014 tới cái quãng thời gian đó. Thì cái quãng thời gian đó thì gần như là từ cái năm 2014 tới đấy thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. Và làm ăn gần như là hai đứa về với nhau thì nó rất là phất lên ấy ạ. Rất là phất lên và rất là gặp nhiều may mắn. Thì tới cái năm 2018 2017 thì vợ chồng con lại quay ra, con mở nhà hàng.
con mở thêm một cái chuỗi nhà hàng. Thì cái khi đó thì làm nhà hàng thì cái công việc nó khác và cái môi trường nó khác, thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung, và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều, mà cộng với cái công việc là con sở trách công việc của con mà vợ con cũng gần như là cũng sở trách cái công việc của vợ con, tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi, rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút để mình hiểu, thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình, tại vì mình có hiểu được mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Say nắng hay là có say nắng ạ? Quá giới hạn không còn say nắng đâu. Đi quá giới hạn ạ. Và đến ngày hôm nay thì con vẫn vợ con phát hiện, con phát hiện à? Có vợ con phát hiện. Rồi bây giờ chắc phải hỏi Hoa đi. Đã. Sao tại sao con lại phát hiện? Con phát hiện cũng thông qua một cái người bạn khác. Thì khi mà con nhận được thông tin là chồng con gọi là cắm sừng con đó, thì thực sự ban đầu con không có tin đâu, vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Thì sau đó thì đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi, thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau, có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà đấy. Nhưng mà khi mà trời ơi, con chỉ khóc, và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi, bởi vì lúc đầu là cứ bảo là con sẽ không đồng ý đâu, con sẽ quyết định là con sẽ chia tay. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Bảo anh đã làm điều gì sai với em đấy, thì khi mà nhận thì chia sẻ, nhưng mà lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự không tha thứ. Dạ đúng rồi, thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm, con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây, chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể sự hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Và điều gì đã cứu vãn cho con đã làm gì? Con cảm thấy rất là may mắn, cái lúc đó con cảm thấy rất là may mắn khi bên cạnh con có những người như là bố mẹ của con, và cũng như là bố mẹ chồng, bố mẹ bên làm vợ, và có những người như là người sếp của con và bạn bè của con cũng đã. Khi đó thì thực sự là gần như là con được bất đồng tâm thực sự, tại vì mình quá sai rồi. Và lúc đó cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ, tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà, mình sai. Nhưng mà con lúc đó con nhớ mãi một câu chuyện đến bây giờ con vẫn nhớ như in, đó là con đi ra ngoài và con đi ra khách sạn con ở, thì con có nhắn với bố vợ của con bây giờ đấy ạ, con có nhắn với bố một cái dòng tin nhắn như này. Con bảo là bố ơi, đầu tiên là con bảo là con xin lỗi bố, thì bố ơi, chắc có lẽ cuộc đời này con không còn may mắn để được làm con rể của bố nữa. Rồi con kể ra câu chuyện của con và con thú tội với bố. Thì khi đó khoảng tầm 2 phút sau, bố con không nhắn tin lại, bố con có đọc nhưng không nhắn. Và bố con có nhắn lại một câu như này, bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa, nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và có nhắn về cho bố đẻ của con á. Và bây giờ hiện tại thì bố đẻ của con cũng đã mất rồi ạ. Cũng đã mất rồi ạ. Thì con nhắn tin vào cho bố con trong đêm. Thì ngay là tức đêm hôm đó, khoảng tầm con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, cỡ hơn 12 giờ, hơn 1 giờ sáng á, thì bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi, thì không có nói gì hết. Và khi đó vợ con đang khóc thì bố con có xin lỗi vợ con, và bố con có giải thích cũng như là bố con có khuyên can. Nhưng mà lúc đó cái câu chuyện cũng nó vừa mới xảy ra thôi, thì vợ con cũng có vâng, và nhưng mà cái câu chuyện nó mới xảy ra thì thực sự là để mà bảo tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Thì cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay một tuần ạ. Chính xác là có khoảng thêm một tuần. Thì sau đó một tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn, và những người bạn khác nữa và những người bạn khác nữa thì có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp, con có bảo là chị ơi, bây giờ hai vợ chồng em chuẩn bị cưới nhau rồi,
mà em cũng rất yêu vợ vợ em. Nhưng mà cái quãng thời gian này em có gặp vấn đề như vậy và câu chuyện của em đến với em như vậy thì thực sự em không đành lòng. Thực sự con dùng từ không đành lòng. Tại vì yêu mà chú, yêu mà cô. Cho nên con có nhờ sếp con gọi hai vợ chồng con ra và sếp con có tâm sự. Và cái lần đó ngồi quán cà phê thì vợ chồng con phải viết bản cam kết. Con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa, nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho anh cơ hội đó. Con được phép có một cơ hội. Và đến bây giờ thực sự con phải cảm ơn cái cơ hội đấy rất là nhiều. Tại vì nó gần như nó như là một cú tát vào mặt con. Và gần như là cứ mỗi lần ra quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động. Và qua chương trình này thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân lời thành. Xin lỗi chân thành. Và một lời hứa như thế nào? Anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa.